Tính đến tháng 2 năm 2016, mạng xã hội Zalo chính thức có 45 triệu thành viên. Nhờ ưu thế về số lượng thành viên và tính tương tác cao, Zalo đang được nhiều tổ chức, trong đó có cả các cơ quan nhà nước tin dùng. Ra mắt cuối năm 2012, Zalo được ưa chuộng bởi khả năng đảm bảo liên lạc nhanh và ổn định. Bên cạnh những hỗ trợ nhu cầu liên lạc ngày càng cao của người dùng, Zalo đang phát huy thế mạnh đặc biệt ở mảng tương tác trên di động. Dựa trên chức năng nhắn tin, ứng dụng được nhiều tổ chức, trong đó có cả các cơ quan nhà nước sử dụng như một công cụ tra cứu, tương tác tiện lợi.